Cá bự nè, đó cá bự lắm mập ơi. Quá rồi, trời ơi. Cá ngon luôn. Nóng lắm đó. Đây đường mắm chua nha. Quá đã. Bỏ đi con. Sao mùi vị sao? Trời ơi. Tuyệt vời bạn. Xem trại thứ nhất dính cá không các bạn, bắt làm món cá tài tượng nướng lá cách nha. Wow, dính rồi các bạn ơi. Dễ dính quá vậy. Trời ơi, nó liếc dính bắt luôn. Rồi, chạy nãy dính cá hơi nhỏ các bạn. Giờ làm chạy thứ hai, bắt cá bự thêm nha. Đó, cái này bự nè, đó, cá bự lắm mập ơi. Quá rồi, trời ơi. Dính cá vô luôn. Dính con cá cha quá, cho bự ơi. Leo lên đi, vừa nó mập, rồi, cá vô gọt ơi. Rồi, quá trời các bạn ơi, trời thứ hai dính con cá rất là to luôn. Gấp đôi con nãy luôn. Bỏ con kia lại đi, con này bự nè. Wow, con cá bự quá. Ao cá tài tượng huyền thoại các bạn, ăn hoài không hết nha. Nay mình sẽ làm một món mới, đó là cá tài tượng nướng lá cách. Thì bình thường này nướng quấn lá lốt này mình quấn lá cách để nướng nha các bạn. Bắt hai con ra đây. Tiến hành ướp nha các bạn. Ướp thịt hồi nãy sắc nha các bạn. Tỏi sấy sẵn nè. Mình cho nó thơm nha, rồi nướng nó rất là thơm. Mình đổ đi nha các bạn. Mình phải ăn ngày nhất. Rồi, cho thêm tí muối. Ok. Rồi, chiên miếng bị chín nha. Chín cho mình gọi là bột non. Ok. Đảo đều nha các bạn. Chút rồi mình sẽ gói với cái lá cách. Mình nó thấm nha. Quả thơm luôn. Nghe mùi thơm rồi đó. Ta phi sổi thơm mắt không? Ta phi sổi mẹ mày con.
đoạn nướng nha các bạn. Cái mùi hành nó, mùi củ hành các bạn nó nồng hơn, thơm lắm. Đây là một món mới mình thực hiện các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ để nhận thêm video tiếp theo về món ăn nha, trong chương trình Chú Quê Nhà nha các bạn. Thơm quá, thơm à. Rồi bây giờ thì tiến hành mấy người này thử nghe các bạn. Anh đâu biết thử trước nha. Cái gì bà? Ok. Cái gì bà? Ăn nè, ăn nè đi. Quá ngon luôn. Nóng lắm đó. Đây đường mắm chua nha. Quá đã. Bỏ đi con. Sao 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 mùi vị sao? Trời. Tuyệt vời bạn. Mùi vị sao diễn tả cho các bạn nghe này. Mùi cá nè, mùi lá cách nè, mùi rau nè. Cái ngon quá con. Các bạn đang xem phần 2 của Chốn Quê Nhà nha các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ để nhận những món tiếp theo nha. Đây là món cá tai tượng gói lá cách nướng nha. Sao con, ngon không? Ngon. Chưa chưa nhé, có bạn này ăn nè. Bạn này ăn mấy ghiền nè. Đang cuốn cái này, ngon rồi. Quá trời ăn rồi các bạn ơi. Sao ông Huy ngon bị? Ôi, ông Huy là một cuốn một họng luôn á. Rồi bạn nhỏ này không ăn được gì chắc chết thèm kìa, miệng chép chép quá trời luôn à. Rồi thôi tới mình ăn nha các bạn. Tạm biệt các bạn đi các bạn ơi. Nè tạm biệt các bạn đi. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ để nhận video tiếp theo nha các bạn. Ngon miệng nha các bạn.